Telesale ngân hàng là công việc không khó, tuy vậy đòi hỏi người làm telesale phải có hiểu biết và kinh nghiệm. Làm sao để telesale ngân hàng hiệu quả khi chưa có kinh nghiệm là câu hỏi thường gặp, nhất là sinh viên mới ra trường. Câu trả lời không gì khác, chính là bạn phải không ngừng học hỏi, thực hành các kỹ năng telesale học được vào các tình huống cụ thể. Đây là cách tốt nhất giúp bạn đạt được thành công. 1. Tìm kiếm thông tin khách hàng. Đây là công việc bắt buộc đối với mỗi nhân viên telesale ngân hàng. Quá trình tìm kiếm giúp bạn có lượng khách hàng tiềm năng, điều đó giúp bạn dễ dàng thực hiện các công đoạn giao tiếp hiệu quả. 2. Chuẩn bị kỹ nội dung cuộc gọi. Đây là yếu tố quan trọng của bất cứ ngành nghề nào, chứ không riêng lĩnh vực telesale ngân hàng. Chuẩn bị kỹ nội dung cuộc gọi giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có trong suốt quá trình giao tiếp. Nên nhớ, bạn càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì cơ hội thành công của bạn cao bấy nhiêu. Không có sự thành công nào được xây dựng dựa trên những vật liệu cầu thả. 3. Trình bày tốt nhất có thể. Khi bắt đầu cuộc giao tiếp, bạn cần giữ thái độ bình tĩnh. Điều này quả thực rất khó, nhất là khi cuộc giao dịch của bạn chỉ thông qua cuộc gọi. Nếu bạn là telesale ngân hàng mới, hãy luyện tập nhiều lần trước khi bắt đầu telesale với khách hàng. Đừng bao giờ lấy khách hàng làm vật thí nghiệm cho những sai sót của chính mình. Nó sẽ chỉ khiến khách hàng rời bỏ dịch vụ bên bạn mà thôi. 4. Thu hút sự chú ý của khách hàng. Khách hàng không có nhiều thời gian dành cho bạn. Nhân viên telesale ngân hàng cần cân nhắc việc nên hay không nên đưa yếu tố nào vào cuộc telesale. Đừng giải thích dài dòng, hãy đi thẳng vào vấn đề telesale. Khách hàng sẽ ấn tượng với một cuộc telesale ngân hàng khi người tư vấn có chất giọng ấm áp, chuyên nghiệp, đầy hiểu biết. Gây ấn tượng với khách hàng ngay từ những phút đầu tiên, điều đó quyết định khách hàng tiếp tục lắng nghe hay không về sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp. Sau mỗi cuộc telesale ngân hàng, mỗi nhân viên cần tổng kết bài học kinh nghiệm cho những cuộc telesale tiếp theo, nốt nhanh lại những thông tin quan trọng của khách hàng